Mày cho anh toàn lòng. Mày chấm bằng ngón tay này, chấm bằng đường khô đã. Lớn được thì có ạ. Đấy mà. Chấm bằng đường khô. Thế mũi tiền. Mũi tiền nghe. Không nào của đấy. Biết không nào? Mất công. Mất rồi, mất công. Chín tiền rồi. Em mày đi nắng thế chứ? Mũi tiền đâu mà nắng? Mũi tiền cũng ngon. Không đi đâu mà nắng? Dạ. Đang lúc mình không có. Được rồi. Được rồi. Mất trăm. Mất trăm. Mất trăm. Đó là người nạc này, bận này. Mày mô cho cú miếng. Đó là lạ quá, mày bán cho tôi đâu. Nó khách nhiều quá. Mua hàng quán bia bán luôn rồi. Con chó này mua, con này là chị. Con chó nó đẳng cấp vậy ạ. Này cuối tháng con chó. Có nhiều thứ nha. Với chúc bạn đặc biệt. Mày quay cảnh vừa mới hạ con chó quá. Bao nhiêu người đúng, chả mua. Lại thì cho à? Em ăn thì khoảng cho anh em lấy cân. Sao anh? Cho nó chặt quá. Mới dậy. Tiền à? Khoản kén. Tiền cái gì à? Thì cho người ta làm tiền khô. Đúng rồi, cái này là mắm hay là muối? Cái này. Chấm này, chấm hết. Rồi, chan. Để về. Heo xuống vào để lạnh. Mày là mày 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 anh lên cân rồi, giờ này chắc một cân. Toàn ở dưới. Dưới rồi đâu, nó bảo rồi, nó đặt trước rồi. Mày thanh tin đâu. Nhưng mà bây giờ nó bảo là... Mày chặt đi, để tôi đang nhau đi. Nó bảo là lấy sát khách rồi. Nó mà chặt rồi thì biết là sao được. Nó bảo để nguyên đấy, để nguyên này à. Không có, nó mang rồi đó. Cái khách rồi mà. Rồi, nó một tí. Đánh nguyên lửa con ý. Đấy, nó cân nguyên cái này luôn. Nguyên ở dưới, ở trên. Nguyên ở dưới này. Đây là đi cái chân hồi anh ấy, không thì mẹ mất rồi. Đi thẳng vào đây, vào đây. Ok, là nó phải được 5 cân 2 chả? Kịch cân rồi, không hết rồi. Đúng rồi. Thế thì thiệt đấy. Cho 5 cân rưỡi nữa, có tiền không? Cần kịch cân thì lúc rồi, mình thiệt cho gì nữa. Nếu nó chặt ra, luôn. Nó để nguyên đấy cho nó rồi. Lấy đi. Tao có lấy rồi, hầu kìa. Đây, đoạn này cũng không phải sao nó đánh được. Đấy, đặt cấp rồi. Quên. Nào, đây. Đây con nhỏ này.
Rồi đây 20 phút bán hết, không khó được đâu. Đặt 20 phút. Mua tổng 1 triệu bán đi. Lấy 5 cân, cho bán rẻ bán 1 triệu. Cái này lại của ai nhỉ? Con này nó sẽ đẳng cấp hơn. Cái chỗ đi vào định bạn nó. Bây giờ nó bảo 3 cân rồi thì mày cắt một quanh tròn. Cho 5 cân thì cắt một quanh tròn. Nó bảo cắt chỗ tao tí làm sao được. Nó bảo sẵn rồi. Thôi không bán thôi. Anh này được không? Thấy chỗ này không? Nào thì này. Được cân rồi không? Được cân rồi không?